Nhất Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đến với chương trình Thế giới trong tầm tay ngày hôm nay với Trần Nguyên Thắng. Kính chào anh ạ. Chào Nhất Anh. Thường thì độ dịp mà từ tháng 3 đến tháng 4 á, thì anh Thắng xong bao giờ có mặt ở Mỹ hết. Và thường là anh Thắng, không biết là quý vị có biết không, nhưng mà thường lúc này kiếm anh Thắng là không có ra. Tại vì thường là anh Thắng đi Nhật đúng không anh Thắng? Phần lớn thì vào cuối tháng 3 và giữa tháng 4 đó thì chúng tôi thường thường là ở Nhật Bản. Tại vì đây là cũng là một cái dịp mà rất là đẹp ở nước Nhật. Phải nói đó là mùa xuân. Mà mùa xuân ở Nhật Bản mà đẹp nhất thì phải nói đến là hoa, hoa nở. Tất cả cái hoa nở ở Nhật Bản đều phần lớn nở từ tháng 3, tháng 4 và tháng 5. Và đó là trong khoảng một thời gian đó là quý vị có thể đến Nhật Bản và được thưởng thức rất là nhiều loại hoa. Thì nói đến Nhật Bản thì người ta hay nói đến hoa anh đào, nhưng mà với anh Thắng là đi rất là nhiều lần như vậy, nhưng mà mỗi lần đều có khác nhau không anh Thắng? Thực sự thì phải nói là tuy là cùng một cái ngọn núi Phú Sĩ, cùng một cái hoa anh đào nở, thế tuy nhiên thì phải nói là cái thời gian với cái thời tiết là hai cái yếu tố rất là quan trọng để mà thay đổi cái không gian ở một cái thắng cảnh đó. Thành thử nếu mà Nhất Anh hỏi tôi là có khác không, khác nhiều lắm chứ Nhất Anh, tại vì chúng ta có thể đến núi Phú Sĩ, và còn núi Phú Sĩ thì nó cái độ cao nó cho đến bây giờ thì lúc nào nó cũng vậy, giỏi lắm một năm thì chắc nó chỉ lún sâu xuống 1-2 mm thôi. Thế tuy nhiên thì cái mà không gian của núi Phú Sĩ đó lúc nào nó cũng biến đổi để chúng ta có thể đến và thưởng thức được cái không gian của núi Phú Sĩ, lúc nào nó cũng khác nhau hết. Một năm bốn mùa, và năm nào mỗi mùa xuân, mỗi một cái mùa hè, mỗi một cái mùa thu, núi Phú Sĩ đều có những cái hình ảnh khác nhau. Cái đó là cái mà tôi đến Nhật Bản rất là nhiều, thành ra tôi cảm nhận được cái điều đó. Và dĩ nhiên thì hoa anh đào cũng vậy. Hoa anh đào nó lại là một loại hoa nữa, mà chúng ta biết hoa thì tùy theo thời tiết, tùy theo cái khí hậu, tùy theo cái độ ẩm, tùy theo sương gió của cái không gian lúc đó, thành ra hoa thay đổi rất là nhiều như vậy. Thì người ta nói tới Nhật thì người ta sẽ nói ngay là núi Phú Sĩ và cũng như là hoa anh đào, giống như là một biểu tượng của văn hóa của nước Nhật đúng không Không, ạ? đương nhiên thì phải nói như thế này, là nhiều khi mình chỉ nhìn cái ngọn núi Phú Sĩ ai cũng biết à nó đứng Nhật, thành nó trở thành một cái biểu tượng rất là đặc trưng của nước Nhật rồi, núi Phú Sĩ. Và nói đến hoa anh đào á thì ở Việt Nam chúng ta cũng có hoa anh đào, ở Hoa Kỳ chúng ta cũng có hoa anh đào, thì ở nhiều đất nước khác cũng đều có hoa anh đào cả. Thế nhưng mà khi mà mỗi lần đề cập đến hoa anh đào thì ai cũng nghĩ ngay à đó là của cái xứ Phù Tang đó, của Nhật Bản. Nhưng mà trước tiên anh muốn hỏi anh Thắng đó là núi Phú Sĩ là nằm ở đâu ở Nhật? À, nếu mà Nhất Anh có dịp đến Nhật Bản và chúng ta đến thủ đô của nước Nhật đó là Tokyo đó, thì từ Tokyo chúng ta đi khoảng 2 giờ, lái xe 2 tiếng để đi về phía Tây Nam. Còn nếu mà vào một ngày mà đẹp trời, mà trời trong, nếu quý vị lên ở một cái tầng cao chót vót của thành phố Tokyo đó, chúng ta có thể nhìn được ngọn Phú Sĩ. Nó gọi là sao, nó hiện ở trên bầu trời xanh đó, rất là đẹp. Nếu mà đường chim bay chỉ khoảng hơn 80 cây số thôi, nhưng mà nếu mà đường đường xe chúng ta chạy thì khoảng hơn 110 cây số khoảng đó. Nãy anh Thắng có nói là núi Phú Sĩ thì giống như là mỗi mùa nó đều khác nhau hết, nhưng mà lúc mà mùa anh đào thì lúc mà ngắm Phú Sĩ thì như thế nào, anh Thắng mô tả được không? Phải nói là năm nay tôi cũng có một cái rất là may mắn, thành ra thực sự cái may mắn của mình cũng chưa chắc là cái may mắn của người khác. Cái lý do là tôi có dịp đến nước Nhật nhiều lần và tôi đến thăm núi Phú Sĩ cũng rất là nhiều lần, thành ra mỗi một cái thời gian, mỗi thời điểm tôi đều nhìn được cái núi Phú Sĩ khác nhau. Chẳng hạn như năm nay chẳng hạn, tôi có dịp rất là may mắn là tôi nhìn được cái núi Phú Sĩ trong tuyết tuyết rơi, và những khi mà tuyết rơi ở trên Phú Sĩ chúng ta không nhìn thấy ngọn núi Phú Sĩ, cái lý do là sương mù nó che hết. Thế tuy nhiên khi mà núi Phú Sĩ nó bắt đầu có hoa anh đào nở rồi đó, mà có tuyết rơi thì đó là một điều rất là đặc biệt của cái xứ sở Phù Tang. Phải nói là 20-30 năm mới có một lần du khách hoặc là những người Nhật ở tại Đông Kinh ấy, ở Tokyo đó, mới có cơ hội ngắm hoa anh đào vừa nở mà vừa có tuyết rơi, thì đó là một cái điều hết sức đặc biệt. Và như quý vị có thể nhìn qua một cái hình ảnh ở video hoặc là một tấm ảnh chúng tôi chụp về đó, chúng ta thấy ở cái ngọn núi Phú Sĩ mà có tuyết rơi và hoa anh đào bắt đầu đang nở nở từ cái nụ, và bắt đầu nở từ cái ra một cái nụ hoa rồi đó, mà tuyết rơi và giữ được cái độ nở như vậy là cả một cái may mắn cho mình lắm mới được xem cái hình ảnh như vậy. Thứ nhất là khi mà hoa anh đào bắt đầu nở, tức là cái thời tiết lúc đó bắt đầu ấm lên, thời tiết từ mùa đông bắt đầu sang mùa thu,
Và khi mà thay đổi cái thời tiết như vậy thì khi mà cái thời tiết làm ấm lên á thì hoa anh đào bắt đầu nó đâm nụ và bắt đầu nở hoa, và khi càng ấm thì nó hoa càng nở, và dĩ nhiên đến bộ độ ấm nào đó thì cái hoa đào nở bắt đầu nó nở mãn khai, tức là mãn khai đó, nó nở rộ ra rồi á thì nó bắt đầu nó rụng. Nhưng mà ở đây chúng ta chưa nói vấn đề rụng, mà chúng ta đang nói trong lúc nở như vậy mà có tuyết, và tuyết phủ lên hết cả những cái cánh hoa, phủ lên hết cả một cái nụ hoa, và cái hình ảnh đó làm cho tôi phải công nhận, khi mà tôi xuống và tôi nhìn cây anh đào ở dưới một cái hồ Kawaguchi, đó là cái hồ ngay đối diện với động Phú Sĩ về phía tây đó, thì quả thực thì đây là mười mấy năm rồi, khoảng 15 16 năm rồi tôi mới có dịp nhìn lại cái hình ảnh đó. Có lần trước thì tôi có dịp đến ở Tokyo, và lúc đó là hoa anh đào nở và bắt đầu rơi. Thì hoa bắt đầu rơi ấy, thì lúc đó lại có một cơn tuyết đến vào Tokyo, và tuyết bay theo cái hoa anh đào bay, thì cái hình ảnh đó là cho đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được. Nhưng mà đó là một cái hình ảnh mà hoa anh đào bay cộng với tuyết bay đó, nó phải mấy chục năm mới có được một lần, là đó là Tokyo. Mà nghe mà nhìn nghe anh Thắng nghe cả sao mà thấy rất là thơ mộng luôn đó anh Thắng. nó không phải là thơ mộng không, nhưng mà nó là một cái cảm xúc như này, mình cảm xúc rất là lạ, là tại vì nếu mà người ta chỉ nhìn hoa anh đào như là một cái hoa thường, thì tự nhiên giờ tuyết rơi thì người ta sẽ không cảm nhận được cái gì cả. Nhưng chúng ta nếu mà như tôi cảm nhận được một cái đặc biệt là khi mà thời tiết ấm lên mà hoa anh đào đang nở, hoặc là hoa anh đào đang rụng, tức là nó ấm nhiều lắm rồi, một đùng một cái có một cơn bão đến, một cơn tuyết đến, và tuyết bay theo lá cánh anh đào bay, thì quả thực cái đó là hình ảnh không phải lúc nào cũng có được, mà nhiều khi mấy chục năm mới có một chuyện, một cái hình ảnh nó mới trở lại được một lần. Và đặc biệt thì trong kỳ này chúng tôi lên núi Phú Sĩ thì tôi nhìn được cái hình ảnh tuyết bay và phủ lên những cánh anh đào, những nụ anh đào, và những cái hình ảnh đó có thể đứng say mê chụp cả tiếng đồng hồ ở chung quanh đó thôi mà vẫn không có chán. Và đó là một cái hình ảnh mà tôi cho là Phú Sĩ đó là một biểu tượng, anh đào là một biểu tượng khác của xứ Phù Tang, và đặc biệt là tuyết tươi, tuyết nó cũng là một hình ảnh của xứ Phù Tang, tại vì mùa đông chúng ta hầu như thấy tuyết nó phủ khắp nơi ở núi Phú Sĩ, và nhất là ở Tokyo thì một năm chỉ có 2 lần tuyết tuyết rơi thôi, thường thường là như vậy. Nhưng mà mình có cơ hội, mà mình có đúng gọi là một cái dịp để ngắm nhìn Phú Sĩ, anh đào và tuyết cùng một lúc, cái điều đó làm tôi rất là cảm xúc, và rất là gọi là phải nói là không biết nói cái gì khác, đó là một cái quá may cho mình. Tuy tôi không được nhìn cái Phú Sĩ hôm đó, nhưng mà chúng ta có thể hình dung ra được tất cả nhiều cái điểm văn hóa đặc biệt của nước Nhật khi mà chúng ta thấy những cái điểm tuyết và anh đào và núi Phú Sĩ. Chẳng hạn như dĩ nhiên thì nói chuyện nhất anh đây, nhưng mà chúng tôi cũng gửi đến quý thính giả một số những cái hình ảnh về tuyết, hoa anh đào và núi Phú Sĩ. Cảm ơn Thắng rất là nhiều. Chương trình sẽ trở lại với quý vị trong phần 2. Nhưng anh kính chào khán giả của người Việt TV đã quay lại với chương trình Thế giới trong tầm tay. Với kỳ này là mình nói về hoa anh đào và núi Phú Sĩ của Nhật. Thì nếu như mà quý vị đang nhìn lên màn ảnh thì có thể thấy là hình ảnh của một núi Phú Sĩ đứng ngay đó và có hoa anh đào và có mặt hồ. Nhưng mà nhanh thắc mắc với lại anh Thắng là lúc này mình chụp vào lúc khoảng mấy giờ hả anh Thắng? Nói đến Phú Sĩ Sơn đó, thì chúng ta phải có một cái khái niệm là cái ngọn núi Phú Sĩ này tự nó đang là một cái hình ảnh rất là đặc biệt trong cái điểm văn hóa của nước Nhật. Một trong những điểm văn hóa nổi bật của nó đó là núi Phú Sĩ không phải lúc nào nó cũng hiện trên mây để chúng ta xem. Tại vì nó vừa ẩn vừa hiện, nó có đó nó mất đó rất là nhanh, thành ra chỉ 5-10 phút thôi nhất anh có thể nhìn thấy được đỉnh núi Phú Sĩ, nhưng mà chỉ có 5 phút sau nhất anh quay lại là bị sương mù che hay sao, mây 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 mù nó che, mà mây thì rất là biển mây mà, thành ra biển mây mà đến thì ngọn núi Phú Sĩ sẽ không thấy đâu cả. Phú Sĩ thì tuy là lớn, tuy là cao 3.776 mét thật đó, nhưng mà đối với mây thì Phú Sĩ không có là gì cả. Thành ra nó chỉ là một hạt cát trong đại dương của mây thôi. Nhưng mà khi mà nếu chúng ta có cơ hội chúng ta nhìn được cái Phú Sĩ đó, thì thường thường núi Phú Sĩ ẩn hiện lúc bắt đầu hiện lên cho cái không gian ở trên cái mặt phía hồ Kawaguchi đó, tại vì khoảng 5 giờ 15 là bắt đầu có cái xếp núi nó hiện lên rồi. Thành ra rất là đẹp. Cái hotel của chúng ta ở đó lúc nào cũng ở ngay trước mặt của cái hồ, và
trước mặt hồ và phía sau lưng hồ, phía bên kia của hồ đó là cái ngọn Phú Sĩ lừng lững ở đó. Thành ra du khách nằm ở trong cái hotel có thể nhìn thấy qua cái cửa sổ để nhìn thấy 5 giờ sáng nó có thể thấy cái xếp núi hiện lên này, nếu chúng ta có cái may mắn. Có nghĩa nếu chúng ta không may mắn là 5 giờ vẫn có mây thì chịu thua thôi. Nhưng mà với khoảng 5 giờ sáng thì bắt đầu hiện ra cái xếp của nó. Và cái đó là chúng ta báo hiệu là chúng ta đã phải chuẩn bị máy hình, hình ảnh, máy quay phim. Tại vì đỗ chừng 5 giờ rưỡi thôi là lúc mặt trời bắt đầu hơi lên. Thôi, và cái ánh nắng của mặt trời lúc đó là nó hồng. Và nó vàng nguyên cái đỉnh núi Phú Sĩ. Mà quý vị có thể nhìn qua cái hình ảnh video, photo mà chúng tôi gửi đến. Và cái hình ảnh đó là lúc 5 giờ rưỡi sáng là chúng ta đã thấy hình ảnh đó rồi. Và cái hình ảnh này đó nó in cái đỉnh núi Phú Sĩ như là một ngọn lửa đó. Bắt đầu cháy lên và in cái hình ảnh nó xuống cái hồ Kagoichi. Cái hồ Kagoichi từ đây gọi là tên tiếng Nhật. Nên nếu mà chúng ta gọi bằng tiếng Việt thì tôi gọi bằng tiếng gọi là Hà Khẩu. Hà khẩu. Là sông đó, khẩu là cái miệng đó. Thì đó là một cái hình ảnh mà cho người du khách rất là đặc biệt, thấy được cái hình ảnh quá đẹp của cái hình ảnh Phú Sĩ in trên mặt hồ. Thế nhưng mà quý vị có được đang xem một cái photo là núi Phú Sĩ và mặt hồ Kagoichi. Nhưng mà sau đây quý vị thử thưởng thức xem hình ảnh của cái ngọn Phú Sĩ in xuống mặt hồ Kagoichi và đồng thời thấy một cánh anh đào đang nở. Thành ra cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy hình ảnh hoàn toàn khác nhau hết. Và cái điểm đó vào cái buổi sáng lúc mới có khoảng 5 giờ rưỡi sáng mà chúng ta cảm nhận được cái đó cả một buổi sáng, quả thực hạnh phúc lắm và Nhất Anh. Đó là một cái hình ảnh mà cho đến bây giờ nói chuyện đến với Nhất Anh, nói chuyện với quý khán giả, tôi vẫn cảm nhận được cái cảm giác của tôi lúc đó khi mà thấy anh đào nở và tuyết rơi và núi Phú Sĩ. Thì đẹp vô cùng. Thì tất nhiên là hình ảnh của mình thì không thể nào mà nó thể hiện được hết cái mắt trước mắt lúc mà mình nhìn, đúng không anh? Tại vì cái quả thực nếu mà nói có duyên á thì nếu mà chúng ta có cái duyên để xem được núi Phú Sĩ ba cái liên tiếp như vậy thì không phải là dễ. Đó thì trong một cái khoảnh khắc đó chúng tôi cảm xúc được cái hình ảnh đó. Và bây giờ mời quý vị xem cái hình ảnh kế. Đây là hình ảnh chúng tôi chụp núi Phú Sĩ lúc 6 giờ. Và hình ảnh đó cái đầu núi nó mất hẳn cái ánh nắng đi. Và thành ra cái anh khi mất ánh nắng rồi đó thì núi Phú Sĩ nó rất là có một cách đầm thắm hơn, một cách im tĩnh hơn. Và chúng ta chỉ thấy hình ảnh của một cái bầu trời xanh in xuống núi Phú Sĩ thôi. In xuống và hình ảnh của núi Phú Sĩ in xuống mặt hồ thôi. Nó khác hẳn với cái sinh động của nó vào cái lúc mặt trời lên. Thành ra cái đó là may mắn lắm thì chúng tôi mới được cái cảm nhận cái đó. Thì như anh Thắng và như anh thấy hình ảnh mà từ giờ này đổi qua giờ khác, hai hình ảnh nó khác nhau hoàn toàn, là có phải là nó do thay đổi từ không gian, từ do thời gian mà thay đổi cả không gian đúng không ạ? Đúng vậy. Tại vì cái thời tiết rồi cái thời gian và cái tọa điểm của mình nữa. Dĩ nhiên thì mình phải đứng ngay góc đó thì mình mới nhìn thấy được cái đó thì cũng là một cái duyên rồi. Và khi mình đứng ở góc đó mà nhìn thấy được nắng lên vào đỉnh núi Phú Sĩ cũng là một cái duyên khác rồi. Nhưng mà cái hình ảnh mà nắng lên đỉnh núi Phú Sĩ mà cái đỉnh núi Phú Sĩ lại in xuống cái hồ Kagoichi thì nó là một cái duyên khác nữa, Nhất Anh. Thì tất cả nó là một cái dây chuyền, nó tạo cho mình được một cái cảm giác rất là đặc biệt, nói về một cái xứ sở của Nhật Bản, nói về xứ Phù Tang. Đó là một cái hình ảnh mà chúng ta có dịp đến Nhật Bản và thật là may mắn nếu chúng ta có dịp xem được hình ảnh hoa anh đào, tuyết rơi, núi Phú Sĩ và cái hồ Kagoichi. Kawaguchiko là nó là một cái hồ được coi như là đẹp nhất giữa năm cái hồ ngay dưới chân núi Phú Sĩ. Thì theo như anh Thắng kể thì như anh biết là anh Thắng rất là cái cảm giác của anh Thắng khi mà nhìn thấy núi Phú Sĩ rồi hoa anh đào rồi in dưới mặt hồ là cái cảm giác rất là khó tả. Nhưng mà trong những cái khoảng thời gian khác nhau, không gian này thay đổi, câu hỏi này thì hơi khó một chút chứ, nhưng mà hỏi là anh Thắng thích cái lúc thời điểm nào nhất trong cái cảm nhận của anh Thắng lúc đó là lúc nào? Cái cảm nhận nhất là khi mà tôi nhìn được cái tuyết rơi xuống những cánh hoa anh đào và tuyết rơi xuống những cành anh đào và tuyết đọng ở trên những cái đó. Và có lẽ cái cảm xúc đó là một cái cảm xúc mà đặc biệt nhất. Tại vì cái núi Phú Sĩ tôi có thể nhìn được nhiều lúc. Cái hồ Kagoichi tôi vẫn thấy nó ở đó. Cái hình ảnh ánh nắng của mặt trời chiếu vào đỉnh Phú Sĩ tôi vẫn nhìn được. Và mỗi lần Phú Sĩ hiện ra. Nhưng mà cái hình ảnh để mà có tuyết rơi xuống những cánh anh đào bên cạnh hồ, bên cạnh cái ngọn núi Phú Sĩ thì quả thực không phải lúc nào cũng có.
Thì đó là một cái hình ảnh hôm nay đến nói chuyện với Nhất Anh trong một cái coi như chủ đề là núi Phú Sĩ và hoa anh đào. Đó là hai cái biểu tượng của Nhật Bản, và đồng thời tôi chỉ diễn tả được những cái cảm xúc khi tôi nhìn thấy tuyết rơi trong cái hai cái biểu tượng đó của nước Nhật. Nhưng mà thì thường là không phải năm nào nó cũng có tuyết không như phải vậy. Năm nào được, mà lâu. Nhưng mà lúc mà đợt anh Thắng đi đó là lúc nào, tháng cuối tháng 3 hay tháng, lúc cuối nào tháng 3 và đầu tháng 4. Thành ra thực sự phải nói thêm cái này để cho quý vị đừng có thất vọng về nước Nhật. Đừng có thất vọng là nếu mà có đến Nhật Bản và không thấy được núi Phú Sĩ, không thấy được hoa anh đào, hoặc là không thấy được tuyết rơi, gọi là giữa cái hình ảnh của Phú Sĩ và hoa anh đào, tất cả nó có lẽ tôi tin vào cái chữ duyên thôi. Thì cái duyên của chúng ta có với ngọn núi, cái duyên chúng ta có với hoa anh đào, và chúng ta có duyên với tuyết, thì tất cả ba cái yếu tố nó sẽ cho mình một cái cơ hội nào đó chăng để chúng ta nhìn được cả ba cái tuyết, anh đào và núi Phú Sĩ. Cảm ơn anh Thắng rất là nhiều và đến với chương trình ngày hôm nay chia sẻ cho Nhất Anh cũng như quý khán giả về nước Nhật, và hy vọng là một dịp không xa Nhất Anh cũng như là quý khán giả sẽ có được dịp được ngắm núi Phú Sĩ, hoa anh đào và lúc đang tuyết rơi như anh Thắng đã được cảm nhận. Nhất Anh cố gắng để có dịp đến Nhật Bản một lần để nhìn được hoa anh đào và núi Phú Sĩ, và may mắn, nếu thật may mắn, chúng ta sẽ có dịp ngắm lại tuyết rơi. Cảm ơn anh Thắng. Chương trình đến đây là xin tạm dừng, hẹn quý vị khán giả trong chương trình lần sau.